Người đàn ông giả nhà sư lừa đảo tiền ở Củ Chi. Ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983, ngụ tại Củ Chi 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc Phúc phải trả lại cho nạn nhân 700 triệu. Theo cáo trạng, đầu tháng 11 năm 2015, Nguyễn Minh Phúc sử dụng nickname Phúc Tâm làm quen với bà NTB, nickname Nguyệt Quang. Khi trao đổi thông tin qua lại trên mạng xã hội Facebook, Phúc tự xưng mình là Thích Tâm Phúc làm trụ trì một ngôi chùa ở Củ Chi. Chuyện trò qua mạng, biết bà B có tiền và đang tu học. Nguyện vọng của bà B là muốn lấy bằng tốt nghiệp lớp Phật học để xin vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Biết được tâm tư của bà B, Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Tháng 2 năm 2016, Phúc tìm đến nhà bà B nói mình là người của thầy Nguyễn Minh Phúc giới thiệu đến để giúp bà B lấy bằng tốt nghiệp lớp Phật học. Sau đó Phúc lên mạng tải mẫu bằng tốt nghiệp rồi làm giả cho bà B. Sau thời gian đi lại, được sự tin tưởng của bà B, Phúc tiếp tục gọi điện thoại giả danh mình là thầy Nguyễn Minh Phúc. Phúc nói cho bà B biết có người hiến tặng một lô đất quận 3 trị giá 4 tỷ. Người tặng có thể dùng số tiền này cho bà B xây chùa, nhưng với điều kiện bà B phải đưa tiền để làm thủ tục nhận đất, chi phí giấy tờ, đứng làm trụ trì xây chùa. Qua điện thoại, thầy dỏm tỷ tê, nếu bà B đồng ý thì sẽ cho Phúc đến nhận tiền dùng thầy. Do kịch bản Phúc dựng nên quá hoàn hảo, bà B tin tưởng có người hiến đất cho tiền để xây chùa là thật, nên không ngần ngại đã nhiều lần đưa cho Phúc tổng cộng 700 triệu để làm chi phí. Tuy nhiên, sau nhiều lần đưa tiền cho Phúc, bà B thấy bất an nên báo công an. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Phúc hẹn bà B đến một khách sạn quận 1, chuyển dùm tiền cho thầy Nguyễn Minh Phúc 30 triệu, thì bị công an bắt quả tang. Tại tòa, Phúc đã thành khẩn khai báo, bản thân vô công dỗi nghề nhưng thích có tiền tiêu xài. Nhiều lần lên chùa trò chuyện với những người đi lễ, Phúc thấy nhiều người một lòng hướng Phật nên vẽ nên kịch bản này. Đến khi gặp bà B thì Phúc đạo diễn cho bà. Đến khi gặp bà B thì Phúc đạo diễn và cho bà B vào trong. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây bất an cho xã hội, lợi dụng uy tín Phật giáo để trục lợi từ lòng tin người khác nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, nên đã tuyên mức án như trên.